Xin chào, lại là Tuyền Tăng đây. Chào đón tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị, Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và sẽ hẹn gặp tất cả quý vị khán giả vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Không biết là quý vị bây giờ có đang giống Tuyền Tăng không? Đó là rất là hồi hộp và cực kỳ tò mò, có quá trời câu hỏi cần phải được giải đáp. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta sẽ gặp ai, hôm nay chúng ta sẽ được ăn món gì và sẽ có nhiều những điều thú vị gì nữa mà chúng ta sẽ được khám phá trong chương trình. Vậy thì nếu như quý vị có cùng câu hỏi với Tuyền Tăng thì gõ cửa, mở cửa cùng chào đón khách mời của tuần này. Xin được giới thiệu ca sĩ Bùi Duy Ngọc. Chào anh. Lần đầu tiên cho phép Duy Ngọc xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Thực sự là ngày hôm nay anh rất là vui khi thứ nhất là được gặp lại em này, thứ hai là anh cũng đã nhịn đói từ lúc dậy đến giờ để ngày hôm nay là anh sẽ được thưởng thức những món ăn. Không biết là sẽ được ăn món gì đây. Và xin mời anh Duy Ngọc cùng với tất cả quý vị khán giả đến với phòng khách của Khẩu vị ngôi sao. Yeah, ok, cảm ơn em. Ngồi đây nha. Đây đúng không? Rồi, mời anh đến với phòng khách của Khẩu vị ngôi sao. Wow, nhà em đẹp quá à. Dạ. Cả một thế giới vườn rau, tiệm tạp hóa ở trong căn nhà luôn. Cả một thế giới ở đây giống như là muốn gì cũng có thể đáp ứng được hết. Cho nên anh chỉ cần đến với Khẩu vị ngôi sao và đặt hàng hai món ăn mà anh cảm thấy thích, thèm và muốn được ăn ngay bây giờ. Và bây giờ anh sẽ ghi tên món ăn mà mình mong muốn được thưởng thức trong hai tờ giấy, mỗi tờ một món nha. Rồi, anh sẽ để đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Và bây giờ anh và em sẽ cùng nhau gặp gỡ với hai người. Và hai người bạn này cũng chính là fan hâm mộ của anh Bùi Duy Ngọc. Và sẽ chính là hai người nấu hai món ăn mà anh đã đặt hàng trong chương trình cho anh thưởng thức. Wow. Xin phép được mời anh Bùi Duy Ngọc và tất cả quý vị khán giả sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai khách mời của tuần này. Đó là bạn Đông Nghi và bạn Lê Đào. Xin mời các bạn. Wow. Ôi, xinh quá. Xin chào các bạn. Chào em. Chào anh. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn. Bạn nào Đông Nghi ta? Em. À. Xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Đông Nghi. Hiện tại thì em là sinh viên năm tư trường sân khấu. Em học đạo diễn sân khấu. Và em đến với chương trình này bởi vì em rất là hâm mộ anh Duy Ngọc. Và em nghĩ rằng hôm nay anh Duy Ngọc sẽ hát cho em nghe một câu hát nào đó. Rồi đúng rồi. Mới vô làm quen cái chưa gì đưa ra yêu cầu luôn rồi. Gần bên anh nhé cho bao cô đơn này rời xa mắt buồn. Vì anh vẫn nhớ bao đêm trong mơ dịu dàng ấy. Gọi em những tháng năm bình yên, gửi trong khúc hát riêng tặng em. Em cảm ơn anh. Dịu dàng từng hạt mưa khẽ buông lời mơ về em. À, trời ơi, trời ơi. Thực ra là lâu quá là chưa có được hát cho một bạn nữ nào nghe. Nên là anh hơi bị quên lời. Hơi rung đúng không anh? Xấu hổ quá. Tại vì nãy lúc mà anh hát là em thấy có một độ rung nhẹ nhẹ rồi. Đó là cái cảm xúc á. Và cái đó rất là quý luôn đúng không nào? Và hy vọng là chúng ta cũng sẽ vui vẻ như thế trong suốt chương trình ngày hôm nay. Còn với bạn Lê Đào thì sao? Đào hãy giới thiệu về mình cho anh Bùi Duy Ngọc cùng với tất cả quý vị khán giả nha. Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào MC Tuyền Tăng, anh Bùi Duy Ngọc và người cùng chơi với em trong chương trình Khẩu vị ngôi sao. Em tên là Lê Đào. Hiện bây giờ em đang làm tiếp viên hàng không. Em hy vọng là với sở thích nấu ăn của em thì em có thể hoàn thành tốt cái món ăn của em trong ngày hôm nay. Cảm ơn. Cả hai cô gái ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn đúng là một chín một mười, có những cái điểm mạnh trong cái lĩnh vực nấu ăn riêng. Lát nữa qua cái phòng bên kia mà chinh phục Khẩu vị ngôi sao là mình chỉ được chọn một người thắng thôi là cũng sẽ khá là căng thẳng đây. Khó thế. Nhưng mà thôi, chưa tới cái phần căng thẳng của anh, bây giờ là căng thẳng của hai bạn này. Dạ. Và xin mời hai bạn cùng với quý vị khán giả và anh Duy Ngọc chúng ta nhìn về màn hình ở ngay sau đây nhé. Trên màn hình của chúng ta có 5 ẩn số. Đằng sau mỗi ẩn số đó sẽ là một thử thách đến từ Khẩu vị ngôi sao. Và nhiệm vụ của các bạn đó là vượt qua thử thách. Ai giành thắng lợi thì sẽ nhận được một điểm về cho mình. Và cứ mỗi một ẩn số được mở ra sẽ đi kèm với một dữ kiện về sở thích ăn uống cũng như là khẩu vị rất riêng của anh Bùi Duy Ngọc. Rồi, thêm một cái điều bất ngờ nữa nha. Vô tình trong các ẩn số này sẽ có chứa một cái huy hiệu thần bếp.
người sở hữu được huy hiệu thần bếp này cũng sẽ nhận được một trong hai quyền ưu tiên sau. Quyền ưu tiên thứ nhất, bỏ đi cái gánh nặng mà mình phải chịu trong thử thách ở căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao trong phần 2 của chương trình á. Dạ vâng. Hoặc sẽ nhờ ca sĩ Bùi Dương Ngọc hoặc là Tuyền Tăng hỗ trợ bạn trong quá trình sơ chế thực phẩm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số đầu tiên. Điều gì đang chờ các bạn đây? Xin mời. Câu hỏi. Chúng ta sẽ vượt qua thử thách câu hỏi từ chương trình nha. Rồi, mời các bạn sẽ nhận bảng và bút để Tuyền giúp Đông Nghi bên đây. Em cảm ơn. Đây. Câu hỏi của chúng ta như sau. Ruột trắng như bột, rắc hột vừng đen, mặc áo đỏ hồng, tóc xanh ngăn ngắt, đố là quả gì? 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ, xin mời câu trả lời. Lê Đào, Thanh Long, Đông Nghi cũng chọn Thanh Long. Và đó là câu trả lời không thể sai được. Xin được chúc mừng. Đó là quả Thanh Long. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem đằng sau số 1, ẩn số đầu tiên của chương trình sẽ mang đến dữ kiện gì đây. Dạ xin mời. Đắng cay. Ôi. Ủa sao nghe giống như là những truân chuyên trong cuộc sống vậy ta? Dạ vâng. Từ bé đến giờ ấy là anh không thích nhất là ăn vị đắng. Vâng. Không biết trong đây như nào nhưng mà ngoài đấy ấy là có một món là cải đắng. Giống như là mình chưa bao giờ ăn mù tạt thì mình cứ tưởng nó là một cái gì xanh xanh kiểu chua chua, ớt xanh ấy. Nhưng mà ăn một cái nó sốc lên mũi. Thì đắng là anh rất là sợ ăn đồ đắng là từ đó. À cho em hỏi đó có phải cải bẹ xanh không ta? Ờ hình như vậy á. Quả nữa là nó cũng rất đắng, đó là khổ qua. Dạ. Khổ qua. Ôi trời ơi, nó đắng thì thôi rồi, vô địch luôn em ạ. Nhưng mà lúc đó là bị ép buộc ăn hay là không biết cho nên muốn không ăn trải biết. Nghiệm à. Không biết. Là trải nghiệm đó. Là đấy là đắng và cay như là vừa xong là ăn mù tạt đó. Từ bé đến giờ là anh rất là sợ ăn đắng. Đắng cay. Cay dạ. À như vậy là lưu ý liền. Là nhớ liền em sẽ lưu ý. Là đồ ăn là sẽ không đắng và cay. Không đắng và không cay. Nhưng mà nếu mà vị ớt the the thì sao ăn? Thì anh vẫn anh vẫn có thể ăn được. Tại vì là sau này dần dần mình lớn lên rồi á, ăn nhiều đồ mà bắt buộc phải có cay, dần dần cay nhiều thì đúng. Chịu đựng độ cay của anh nó khá lên. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta đến với ẩn số thứ hai. Xin mời chương trình. À thêm một câu hỏi nữa. Wow. Câu hỏi của chúng ta như sau. Nguyên liệu chính của kẹo dừa là gì? A. Cơm dừa, đường, mạch nha. B. Củ hủ dừa, nước cốt dừa. C. Củ hủ dừa, mật mía. Và thời gian 5 giây dành cho hai bạn bắt đầu. 5 5 4 3 2 1 Đây. Bây giờ chúng ta có bạn Đông Nghi là chọn phương án C, củ hủ dừa, mật mía. Còn A là lê đào, cơm dừa, đường, mạch nha. Đáp án của chúng ta đó chính là A, cơm dừa, đường, mạch nha. Kẹo dừa là đặc sản truyền thống làm nên thương hiệu cho Bến Tre. Nguyên liệu để chế biến bao gồm nước cốt dừa được ép từ cơm dừa khô, mạch nha và đường. Người ta sẽ bọc kẹo trong lớp bánh tráng mỏng dính rồi mới gói giấy, đóng hộp. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon, ngọt dịu đặc trưng của trái dừa. Chúng ta vẫn cùng nhau khám phá dữ kiện từ chương trình nha. Xin mời! Đặc sản đất cảng Hải Phòng. Hải Phòng. Bánh đa cua hả anh? Yeah, anh rất là tự hào khi mà mình được sinh ra ở Hải Phòng. Tại vì anh có bạn bè họ đến Hải Phòng thì anh có một điều rất tự hào để giới thiệu mọi người, đó là đặc sản của Hải Phòng rất là nhiều món ăn. Ví dụ như là bánh đa cua này, mọi người đã nghe rồi. Bún cá cay, bánh bèo Hải Phòng, nem cua bể. Xỉu, đói quá. Nhiều lắm, còn bánh mì ba tê nữa. Dạ, bánh mì ba tê cay cũng rất ngon. Bánh mì của Hải Phòng cay. Xin giới thiệu với tất cả quý vị khán giả và các em là món ba tê ngon nhất thế giới. Đúng chứ sao. Cũng chỉ mới có hai ẩn số thôi. Để xem số thứ ba sẽ nói lên điều gì. À chúng ta sẽ cùng đến với thử thách ưu tiên. Ở đây sẽ là một cái quả cà chua nhỏ nhỏ thì ta sẽ giấu sau tay của mình. Hồi đó mọi người có chơi trò tập tầm vông tay không tay không? Dạ có, dạ có. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hát lại mấy cái câu vui vui, dễ thương đó. Và khi mà Tuyền đưa hai tay ra, nhiệm vụ của hai bạn đó là sẽ chọn mỗi người một bên tay nào có cái trái cà chua thì bạn đó sẽ là người giành được điểm ở thử thách ưu tiên này. Tập
tầm vó tay không tay có, tập tầm vó tay có tay không. Mời các bạn đến sao cho đúng, tập tầm vó tay nào có tay nào không, có không không. Anh tư vấn là tay nhường nhẫn. Đoán liền không có nhìn. Tay này. Trời ơi, em nghe lời anh á. Chúng ta sẽ cùng mở cái bàn tay này chứ. 3 2 1 Xin được chúc mừng bạn Đông Nghi đã giành được điểm cho phần thử thách ưu tiên với sự trợ giúp đến từ bên kia kìa. Ôi, mắng tim. Thôi, coi như là huề huề đúng không? Cũng huề huề. Thôi mà. Vậy đi, cho chương trình mình kịch tính. Đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số tiếp theo. Ký ức học trò, Đông Nghi là người chiến thắng thử thách ưu tiên. Và bạn chính là người sẽ được sử dụng huy hiệu thần bếp ở phần 2 của chương trình. Vậy là em sẽ được sự trợ giúp của chương trình. Đúng, dạ, rồi. Đúng rồi, nhưng mà trợ giúp gì thì lát nữa mình quyết định sau. Dạ. Bây giờ mình sẽ cùng nghe về ký ức học trò của anh Duy Ngọc nha. Mọi người biết là cái tuổi học trò của mình ấy rất là thích ăn vặt hoặc là rất là thích ăn đồ ở ngoài cổng trường. Anh cũng vậy thôi à. Nhưng mà ngày xưa cái thời điểm mà anh nhớ nhất là mình gần thi đại học ấy, tụi anh là cứ phải ôn thi đại học là từ sáng đến tối muộn, thì hầu như là không có ăn cơm ở nhà. Cứ trưa học xong lại ra cổng trường ăn bánh mì, chiều học xong lại ra ăn bánh mì, tối học xong ăn bánh mì. Anh rất là nhớ cái hương vị của cái thời đi học. Cái bánh mì ở dưới Hải Phòng nó cũng rất là ngon, cũng hơi giống bánh mì ở trong thành phố Hồ Chí Minh một xíu, nhưng mà nó làm ngậy hơn một xíu. Có thể là bánh mì họ lại rán lên, họ lại chiên lên, họ vẫn chiên khô để ăn nó cắn để nó giòn tan ra. Bên trong có giá đỗ. Có rất là nhiều thịt, có trứng ốp la, thịt nướng, tức là cũng đủ mọi thứ. Trời ơi, một cái đấy thôi là cũng bằng mấy bát cơm đầy đủ luôn. Bánh mì thập cẩm mà, mình kêu là bánh mì thập cẩm. Lần đầu tiên nhau em nghe bánh mì mà bỏ giá vô nữa. Đúng rồi. Bọn anh ăn đến mức mà qua cổng trường ấy mua của cô ấy. Xin lỗi cô nhé, cô mà xem này, cô mụp, cô béo. Ăn bánh mì mà ngày nào cũng nợ không à. 2-3 đứa nợ lại tiền bánh mì hết, để hàng tháng mới xin tiền bố mẹ để trả tiền bánh mì. Nhớ lắm. Dễ thương quá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số tiếp theo. Xin mời. Một câu hỏi. Trìa là con gì trong tiếng Huế? A. Ngao. B. Ốc. C. Hến. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Hai phương án khác nhau. Lê Đào là C, C của mình là hến, còn A là phương án của Đông Nghi là ngao. Và đáp án của chương trình đó chính là A, ngao. Đây, và Tuyền sẽ thông tin thêm cho mọi người nha. Trìa trong tiếng Huế là chỉ con ngao. Món này khá phổ biến ở các hàng ốc vỉa hè. Những cách làm phổ biến nhất đó là hấp, hấp thái hoặc là nấu cháo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để chờ xem thông tin tiếp theo từ anh Duy Ngọc dành cho các bạn là gì. Đó là chân lý cuộc đời. Sao tự nhiên nó chuyển qua cái hệ sâu sắc dữ vậy ta? Chân lý cuộc đời. Cuộc đời. Anh có một món ăn, đó là mỡ. Mỡ? Mỡ. Mỡ. Em không thấy anh một tí nào gọi là có mỡ luôn ấy. Nó không có bị béo ấy. Anh thích ăn mỡ vì... nhưng mà anh lại không có một xíu không, mỡ nên trên có, người. Nhưng mà anh phải tập tành thôi vâng. Thì nó sẽ giảm lại. Nhưng anh rất là thích ăn mỡ. Anh ăn nhiều mỡ đến mức mà anh mới chùi mép luôn. Anh ăn nhiều mỡ đến mức mà có một thời điểm ấy, mẹ anh thấy ăn nhiều mỡ quá, mẹ anh dằn mặt anh. Là có một hôm mẹ anh chỉ mua cái miếng thịt ba chỉ ấy, mẹ anh cắt hết phần lạc đi, chỉ để mỡ không, và kho lên. Mỗi miếng mỡ ấy, nó dày bằng hai cái ngón tay của anh à. Wow. Và mẹ anh dằn mặt bảo con ăn đi, con ăn hết ngày hôm nay hết đống mỡ này mẹ sẽ cho con ăn tiếp, còn không thì không bao giờ được ăn mỡ nữa. Tại vì mẹ anh không muốn anh ăn quá nhiều mỡ, nó không tốt cho sức khỏe tí nào. Dạ vâng. Cho nên là cho anh một hôm ăn nhiều mỡ để cho anh sợ luôn. Rồi anh có sợ không anh? Và, đúng rồi. Và anh nhớ là hôm đấy mẹ anh mua tầm 5 đến 6 lạng mỡ không. Và trong ngày hôm đấy thực sự là anh đã ăn hết tầm 5 đến 6 lạng mỡ với cơm không. Và mẹ anh là bó tay. Và chia sẻ với bọn em có một điều xui xẻo là đến tầm 22 tuổi là anh đã bị anh kiểm tra sức khỏe định kỳ và anh đã bị mỡ trong máu. Mỡ trong máu à? Không, đến mức đấy gan nhiễm mỡ thôi. Gan nhiễm mỡ chớm.
chớm. Đó, và từ đấy là anh cũng phải kiềm lại và em phải uống gọi là uống atiso nửa năm trời thì là sức khỏe anh bình thường, và từ đấy là anh cũng phải hạn chế cái việc đấy. Nói chung là cái gì cũng phải điều độ. Rồi, vậy thì ẩn số cuối cùng sẽ mang đến điều gì đây? À, đối kháng. Là mang đến sao? Thử thách đối kháng. Nãy giờ mình ngồi cũng nhiều rồi, bây giờ mời hai cô gái đứng lên. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với Khẩu vị ngôi sao. Và sau đây là thử thách đối kháng dành cho Lê Đào và Đông Nghi. Bởi vì đối kháng cho nên bây giờ mời hai bạn đứng ở hai thế đối đầu. Đi nhẹ nhẹ thôi nha. Ở trên đây tại khu vực hai bàn của các bạn, mỗi bên đều có một cuộn giấy và một cái ly đầy nước. Mà chỉ suýt soát xíu thôi là nước sẽ đổ ra bên ngoài. Và nhiệm vụ của hai cô gái đó là hãy tận dụng sự tỉ mỉ và khéo léo của mình. Trong vòng 30 giây sẽ đưa cái ly nước từ vị trí xa tít tắp ở đây về với mình. Bây giờ Tuyền sẽ hướng dẫn nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đứng thẳng lưng nè, hướng về phía trước nhìn nhau. Đó, bước tiếp theo là hai tay sẽ chạm vào hai đầu lõi của cuộn giấy. Và sau đó mình sẽ kéo nhẹ 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 để di chuyển chiếc ly về phía của mình. Và hãy cố gắng tập trung, nỗ lực cũng như là phô bày hết sự tinh tế của mình trong thử thách này nha. 2, 1, bắt đầu. Từ từ. Nhẹ thôi. Đi, được rồi, từ. Nếu mà đừng cố gắng đừng để nước nó ra, tại vì nước nó ra nó sẽ bị làm rách. Đúng rồi, nó rất là dễ rách. Được rồi. Căng quá. Ôi, em đang run luôn mọi người. Ủa, hết giờ 30 giây rồi. Hết rồi. Thôi, yay. Đông Nghi ngay từ khúc đầu do mình hơi rung quá cho nên nó làm đổ nước ra bên ngoài, cho nên là cái phần mà mình kéo giấy về nó sẽ khó khăn hơn người bạn ở phía bên bàn đối diện. Bên đây thắng rồi mà cũng ráng kéo như về nữa. Rồi, xin được chúc mừng người chiến thắng thử thách này, đó chính là bạn Lê Đào. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với phòng khách của mình nhé. Xin mời. Rồi, quay trở lại với phòng khách là để chúng ta cùng khám phá thông tin cuối cùng nha. Xin mời, ước muốn xa vời là sao ta? Ai mà chẳng có ước muốn đúng không? Thì trong ẩm thực cũng thế. Mình đã mong muốn chinh phục tất cả những cái gì tinh hoa của ẩm thực Việt Nam chúng ta rồi. Thì anh cũng có một cái ước muốn là mình sẽ được thưởng thức những cái tinh hoa món ăn của các nước khác trên chính quê hương của họ. Yeah. Thì đấy là ước mong của anh. Nói chung là ước mong của anh Duy Ngọc đó là sẽ có cơ hội được đi du lịch thật là nhiều nơi. Phải nhờ em nhiều nào. Thứ nhất là mình cũng không phải là người mà chỉ thích ăn những cái ẩm thực Việt không, và mình cũng muốn cái gì đấy đột phá, muốn những cái hương vị gì nó thực sự mới mẻ cho mình. Dạ đúng rồi. Và bởi vì ẩm thực cũng là cái thứ mà có thể nói là nói lên được cả cái văn hóa của một cái dân tộc rõ ràng nhất. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 từ khóa của chương trình ngày hôm nay và tổng kết số điểm hiện tại dành cho hai người chơi Lê Đào và Đông Nghi, đó là cả hai bạn đều hòa nhau. Sao lại ơi. Và bởi vì hòa nhau như vậy cho nên cái khó nó sẽ thuộc về anh Bùi Duy Ngọc. Tại vì thường á, nếu mà thắng thì mình sẽ được ưu tiên chọn ăn, được ưu tiên chọn bếp. Bây giờ tỷ số đều thì chỉ có nhân vật chính của chúng ta sẽ là người đưa ra lựa chọn đó. Bây giờ mời anh bật mí hai món ăn mà anh đã đặt hàng căn bếp của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Hai món ăn này đều là hai món ăn anh rất thích nấu. Tại vì ở nhà từ bé đến giờ mẹ nấu cho anh rất là nhiều và anh rất là yêu hai món ăn này. Ở cái cách nấu của mẹ anh nó có một cái điều gì đấy rất là đặc biệt cho nên là anh mê lắm. Nhưng mà hy vọng là hôm nay anh sẽ được thưởng thức hương vị mới từ các em. Đầu tiên là trứng cuộn. Trứng cuộn. Yep. Tiếp theo. Thứ hai là thịt ba chỉ kho tiêu. Thịt ba chỉ kho tiêu và trứng cuộn là hai món ăn đặt hàng. Bây giờ anh sẽ chọn bạn nào nấu món ba chỉ kho tiêu? Anh sẽ để em nấu thịt ba chỉ kho tiêu ha. Dạ.
Còn... Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi mà món này thì em mà chính của em là miền Nam nhiều hơn thì em sẽ cho anh có thể là khẩu vị mới một tí xíu. À, một trải nghiệm mới mẻ. Còn món trứng cuộn chắc chắn là sẽ thuộc về Lê Đăng. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mà anh Duy Ngọc sẽ nhìn về căn bếp của chúng ta. Ở phía đối diện Tuyền Tăng đây mình gọi là bếp bên trái, và ở bên còn lại mình gọi là bếp bên phải. Và anh cũng sẽ chọn vị trí đứng bếp dành cho hai bạn. Cho Nghi gần cái bồn rửa. Em muốn bên nào? Đấy là cho Nghi gần cái bồn rửa sẽ tiện hơn. Ok, đáp ứng. À, như vậy là okay, Đông Nghi sẽ nhận vị trí bếp ở bên phải tay của Tuyền Tăng đây. Đó, đây. Còn ở phía tay trái đối diện Tuyền Tăng là sẽ là vị trí bếp dành cho bạn Lê Đào. Mà anh ơi, sáng nhận chưa ăn nhịn chờ tới giây phút này đúng không? Vậy thì mình vô bếp thôi nha quý vị. Đi nào, thôi. Đi thôi. Chúng ta đang cùng quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và đây là phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao Duy Ngọc. Và như vậy chúng ta đã biết rồi, Đông Nghi sẽ thực hiện món thịt ba chỉ kho tiêu, còn Lê Đào sẽ là món trứng cuộn. Tuy nhiên căn bếp của Khẩu vị ngôi sao rất là đặc biệt. Người chơi đến đây trở thành đầu bếp nấu món ăn còn phải gánh chịu những thử thách cùng với chương trình. Đây, thử thách mà chương trình đưa ra cho bạn Đông Nghi đó là bị nẹp hai cái thanh gỗ ở trước tay. Giờ mình thử cầm một cái món đồ này mình cảm thấy như sao? Rất là khó khăn luôn. Tại vì giống như là cầm lên thì được, nhưng mà mình ví dụ mình muốn lấy cái muỗng, muốn lấy cái dao rất là khó. Để mình hướng, để mình lấy rồi mình gia giảm gia vị sẽ siêu khó luôn đúng không? Em đừng chụp tay cả cái này vào nhé. Là không dám ăn luôn á. Rồi, còn bên còn lại đó là Lê Đào, đây là thử thách dành cho bạn. Đó là sẽ kẹp vào cổ cái trái banh dưa hấu này xuyên suốt cái quá trình nấu ăn mà không có được để cái quả banh này rơi xuống đất. Hay da, mời bạn thử. Mình thử cầm cái dĩa thịt lên coi. Ôi trời ơi. Ôi cũng khó khăn. Là nó cứ phải diễn ra liên tục như vậy, phải giữ được cái quả bóng như vậy trong cái quá trình nấu ăn của mình. Đông Nghi ơi, mặc dù khó khăn là thế đó, nhưng mà bạn đừng quên bạn là người sở hữu huy hiệu thần bếp. Em xin dùng huy hiệu thần bếp để mà bỏ cái nẹp đi, tại vì rất là khó. Bây giờ mình giải quyết từng cái một. Cái thứ nhất là mình tháo cái thử thách dành cho bạn nha. Em cảm ơn. Chúc mừng bạn đã được giải phóng. Rồi, em đúng thoải mái luôn. Rồi bên kia thì thôi ráng nha. Dạ vâng ạ. Cả hai bếp của các bạn đều đang thiếu cái nguyên liệu quan trọng nhất để hoàn thành món ăn đó. Cho nên là cũng phải nhờ anh Duy Ngọc này hỗ trợ. Và anh Duy Ngọc ơi, hãy sẵn sàng với các thử thách mà chương trình đã chuẩn bị dành cho anh. Vượt qua được một thử thách sẽ mang được một nguyên liệu về cho hai cô gái của chúng ta. Là anh cũng có thử thách à? Dạ có chứ. Đây là cuộc chơi dành cho tất cả chúng ta. Rồi, bây giờ thì anh Duy Ngọc sẽ cùng với Tuyền Tăng di chuyển qua khu vực thực hiện thử thách. Còn hai người chơi bắt đầu sơ chế nha. Cố lên các em, fighting. Rồi, đây. Ở đây là có hai món đồ tương ứng với hai thử thách. Vượt qua được một thử thách, lấy được một nguyên liệu mang về cho hoặc là Lê Đào hoặc là Đông Nghi. Bây rồi, giờ rồi cái này anh phải làm gì với cái này đây? Bây giờ anh muốn thực hiện cái này trước đi ha. Ừ, thử đi. Rồi. Đây là cái gì? Bây giờ đây là những cái thanh gỗ và ở trên đây có rất là nhiều những cái con số. Đó, và nhiệm vụ của anh đó là sẽ sử dụng lời ca tiếng hát sở trường của mình. Cứ mỗi một con số như thế mình sẽ hát một đoạn và kết thúc cái đoạn hát đó sẽ gọi tên con số đó, giống như mình chơi lô tô vậy đó. À, hát theo vần à. Vô. 3 2 1 và số đây là tiếng hát của ca sĩ Bùi Duy Ngọc. Yeah, tên tên số gì đây? Trời. Số gì đây? Grab grab con mây số gì đây? Trèo lên quan dốc ngồi gốc ia cây đa, ngồi gốc ia cây đa, cây đa, cây đa con số 3. 23. 23. Ta la. Ủa, số 3, 23 dạ thôi cũng được. Ok, tiếp luôn. Rồi, tiếp này. Một người đi với một người đi trước, một người đi sau, hai người đi trước đi sau. Đi một qua đi, đi lại, lại rồi đi tới đâu? Tới đầu hai người con số 10. Cái thể loại vần gì vậy trời, hai người. Anh không biết luôn. Con số 10. Rồi, rồi bây giờ còn 3 số nữa. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình.
khi ta đứng nhìn một đàn con sinh gì đó, một đàn con sinh con số 19 19 trời ơi được rồi mọi người, trời được ơi. Rồi được rồi, còn 31 với 4 nè. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, ta đờ ta ta đờ đờ, mong ước con được lớn khôn con số 4. Trời đất ơi, xin được chúc mừng xuất sắc thôi. Anh được bỏ qua con này. Dạ được, được 4-5 mà thôi, mình dừng tại đây là được rồi đấy vậy. Như vậy là quên, chạy về, chạy về. Bây giờ mình làm gì nhỉ? Mình sẽ chọn một trong hai cái nguyên liệu này đem qua bàn bên kia. Bây giờ cho bạn này đi, tại vì bạn ấy đang gọi là hoàn cảnh. À, đang gặp hoàn cảnh, cho bạn nghi sau. Rồi anh sẽ cho Thank em trước. Thank you anh. Ok, chúc may mắn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ anh về đây. Rồi anh với em lại làm gì đây? Nhiệm vụ mới dành cho anh Duy Ngọc, đó là sử dụng con dao bé bé xinh xinh này bổ đôi quả dưa. Sau khi bổ đôi xong quả dưa thì anh sẽ ăn hết một nửa trái dưa mà mình đã bổ. Vậy là em được ăn à? Anh được ăn. Nhưng mà em cùng ăn đúng không? Sao anh biết hay vậy? Hay quá, không anh nhìn thấy em và tươi cười nãy giờ rồi đấy. Là dạ, chắc là em thích đúng không? Em sẽ giúp anh phần ăn. Thời gian dành cho anh Duy Ngọc 3, 2, 1, bắt đầu. Con dao bé thế. Trời ơi, cái một vậy ta. Anh muốn em ăn phụ anh không? Hay là anh một mình nửa trái này luôn? 3, 2, 1. Là thôi, vô. Không ngờ anh em mình gặp nhau hoàn cảnh này luôn á. Nó éo le không hả anh? Để em ăn phụ cho. Cho nhanh. Của này hả? Ừ, chứ làm sao mà thiếu nguyên liệu thịt ba chỉ được. Thịt là còn phải ướp nữa. Rồi, em giúp anh uống này. Ôi, chương trình chọn quả dưa ngon quá. Hết rồi đấy. Rồi được rồi, em được chương trình tha rồi. Mình được tha rồi. Về về. Về trải qua liền đó nè. Hello Nghi. Anh tặng em này. Ôi em cảm ơn anh. Hai anh em mình ra một cái góc phòng đi. Mình đợi chờ. Để lát nữa mình bước vô cho nó bất ngờ nha. Yep. Ok, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ít phút nữa. Đi thôi. À, chúc các bạn may mắn nha. Dạ. Cố lên, cố lên. Cùng quay trở lại với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao, quay lại gặp nhau để cùng thưởng thức hai món ăn, đó chính là món trứng cuộn của Lê Đào và thịt ba chỉ kho tiêu của bạn Đông Nghi. Mời anh chọn xem là mình sẽ thưởng thức món nào trước. Xin mời nhân vật chính của chúng ta. Em có ăn không? Dạ anh mời thì em ăn ạ. À, thì em ăn món này trước, anh ăn món này trước xong bọn mình đổi. Rồi anh mời em nhé. Dạ em mời anh. Ok, xin mời. Chắc phải thêm miếng cơm trắng ha. Em thì về phía em là về miền Nam thì em làm nó sẽ có phần ngọt vị hơn một tí về kho tiêu ba chỉ mà mọi người hay nói á. Rồi bây giờ để Tuyền thử nha. Em mời chị. Trời ơi, bởi vậy thích làm Khẩu Vị Ngôi Sao là vậy đó, được ăn quá chị ăn. Không biết anh cảm thấy sao. Em là cảm thấy căng thẳng quá nha. Vì em làm nó vừa đủ để anh chấm nước tương á. Dạ em không làm quá mặn. Thực sự rất là ngon. Cảm ơn anh. Thứ nhất là nó rất là thơm mùi hành, hòa quyện với tất cả những cái nhân của em làm bên trong ấy. Và đặc dạ biệt vâng. Này, thực ra lúc nãy anh lại không để ý bát nước tương này. Dạ. Nhưng mà khi mà anh gắp lên chấm sang này, yeah, anh chấm xong rồi anh ăn thì nó thực sự là bùng vị. Yes, nó bùng vị lên đó. Hay quá. Cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ là đến em. Em hả? Riêng Tuyền Tăng thì tôi xin phép được giữ bí mật về bình luận của mình. Tại vì thật ra có hay không có bình luận của tôi nó cũng không quan trọng. Tại vì một mình anh nó vẫn quan trọng hơn. Cho nên là bây giờ sẽ đến lượt anh Duy Ngọc thưởng thức món thịt ba chỉ kho tiêu kiểu miền Nam nha. Okay. Dạ. Mình phải uống nước tráng miệng cái. Ăn mừng vì hôm nay anh em mình được ăn với món ăn của hai đầu bếp xuất sắc.
Rồi, mời em sang đây. Rồi, vào đây luôn ha. Hồi hộp quá à. Mình còn thấy hồi hộp mà. Tiếp theo là cái món thịt ba chỉ kho tiêu nè. Nó sẽ hơi khác với lại những cái gì mà mình thường hay ăn trước đó. Cái khẩu vị quen thuộc với món thịt kho này đúng không? Dạ, yeah. Nó khác. Đầu tiên là nó có thêm tóc mỡ đã. Nó khác đầu tiên thêm tóc mỡ. Thực ra nó cũng hơi khác cái vị mà bình thường anh vẫn ăn ấy. Nó cũng có một cái điểm rất là đặc biệt. Anh chỉ thấy lạ lạ nhưng mà anh thấy vẫn rất là ngon. Tức là cả hai món ngày hôm nay nó tạo cho anh một cái cảm giác là thứ nhất là mới lạ, rất là ngon miệng. Muốn ăn hai món này hết. Dạ, yeah. Nhưng mà luật chơi của vòng 2 chương trình đó là dù hai món có ngon cỡ nào đi chăng nữa thì ngôi sao của chúng ta cũng chỉ được chọn một món duy nhất giành thắng cuộc của tuần này mà thôi. Nhớ mà có một bạn là không được anh chọn là món ok hơn thì mọi người cũng đừng có nghĩ gì tại vì cả hai món đều rất là xuất sắc. Dạ vâng ạ. Ha. Ok, anh sẽ đưa ra và Duy Ngọc sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Đó là chiến thắng. Mình nghĩ là mình sẽ là bạch đào. Xin được chúc mừng người đã giành thắng cuộc tại căn bếp của khẩu vị ngôi sao, chinh phục được anh Bùi Duy Ngọc. Đó chính là bạn Lê Đào cùng với món trứng cuộn. Mời anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mang phần thưởng đến cho người thắng cuộc nha. Anh Duy Ngọc qua đây với em. Nặng quá nặng. Trời, anh là phải là người trao nó mới chính xác đúng không? Và xin được một lần nữa trân trọng thông báo cũng như là chúc mừng người thắng cuộc của tuần này đó chính là bạn Lê Đà. Chúc mừng mọi người. Đưa tay ra nào. Xin được chúc mừng. Thực sự đây là một chương trình rất là ý nghĩa đối với Duy Ngọc. Có hai bạn cùng đồng hành với mình và nấu cho mình món ăn mà thực sự là rất tinh tế, rất là chu đáo. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và Tuyền Tăng cũng xin phép được thay mặt cho khẩu vị ngôi sao cảm ơn anh Duy Ngọc đã nhận lời mời đến với căn bếp của chúng tôi. Cũng xin được cảm ơn hai cô gái Lê Đào và Đông Nhi. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương chương trình. Đừng quên 17:50 chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.